Chú anh chị các bạn ha, bữa nay mình có dịp qua chùa Lao Dên thuộc về xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Đầy, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm qua mình nghe sư nói là nhà chùa đang thiếu kinh phí để sửa chữa lò hỏa táng. Thì bữa nay mình cũng của ít lòng nhiều, thì bữa nay mình lại mình cũng lại đây cũng 2-3 lần rồi, cũng không có nhiều đâu, 5 triệu 2 triệu gì đó. Mình cứ gửi sư để mình làm từ thiện, có nhiều mình làm nhiều. Thì bây giờ mình qua đây thì mình xin cúng dường sư 5 triệu để hỗ trợ sư sửa chữa lò hỏa táng. Sư đi chỗ lò hỏa táng để sư kể cái sửa thì